Jason Statham chắc chắn chẳng còn quá xa lạ với những người yêu thích các bộ phim hành động, chiến đấu của Mỹ. Nếu là fan hâm mộ của anh chàng này, đảm bảo bạn sẽ rất tò mò về lịch tập gym và chế độ dinh dưỡng giúp anh duy trì thể hình và hoàn thành tốt các bộ phim của mình. Hãy cùng Gym Võ Thuật tìm hiểu những thứ xung quanh anh nhé! Jason Statham trước giờ vẫn luôn là gương mặt bảo trợ cho độ hot và thành công của hầu hết các bộ phim, đặc biệt là các bộ phim hành động. Là một diễn viên Anh Quốc với giọng cực kỳ đặc trưng và không lẫn vào đâu được, anh ấy đã nổi tiếng kể từ lâu, từ đầu những năm 2000. Chính tính cách anh hùng đã khiến cho anh chàng nổi tiếng tới thế. Tuy nhiên, điểm tạo nên sự khác biệt giữa anh và rất nhiều diễn viên Hollywood khác chính là anh luôn tự mình thực hiện các cảnh quay đánh nhau và tự diễn hầu hết các cảnh phim mạo hiểm mà không cần người đóng thế. Vậy thì làm thế nào để có hình thể như Jason Statham? Trước khi đi sâu vào phân tích các bài tập hay lịch trình tập luyện mỗi ngày của anh chàng, bạn cần phải hiểu rõ tường tận công thức và nguyên tắc nhằm định hình được định hướng cho mình. 1. Luôn thiết lập một lịch trình tập luyện. Rất nhiều người luôn cố gắng bắt chước lịch trình tập luyện của một người nổi tiếng hoặc một giáo án, một PT thiết kế, rồi sau đó nghĩ rằng mục tiêu của họ là đi theo kế hoạch đó là được. Đó là mục tiêu không ổn tí nào. Anh ấy từng chia sẻ trong một vài cuộc phỏng vấn rằng anh thích phong cách làm việc để giải quyết các mục tiêu ngắn hạn thay vì mục tiêu quá lâu và dài. Đặc biệt là trong chương trình tập luyện của anh, bạn có thể tập trung vào mục tiêu giảm 1 kg mỗi tuần hoặc tăng mức tạ đẩy lên 1 kg vào thứ 6 tuần nay. 2. Không lặp đi lặp lại một giáo án. Jason Statham luôn chia sẻ rằng anh ấy không bao giờ làm theo đúng một lộ trình hơn một tuần trong một buổi tập của mình. Giống như khá nhiều người, anh ấy rất dễ chán và đó là một trong những kẻ thù lớn nhất của động lực tập luyện. Thay vì tập đi tập lại một giáo án y chang, bạn nên tập trung vào việc trộn lẫn chúng hay xóa trộn các bài tập. Hãy tạo ra một danh sách dài các bài tập khác nhau và sau đó xáo trộn chúng lại, nhưng vẫn giữ nguyên nguyên tắc cơ bản trong lịch trình tập luyện của bạn. 3. Rút ngắn thời gian nhưng tăng cường độ tập luyện. Jason Statham rất thích điều này trong các buổi tập của mình. Thay vì dành tới 90 phút tại phòng gym với nhiều quãng nghỉ dài và chỉ dùng mức tạ trung bình, bạn nên tập trung tập luyện hết sức mình có thể trong khoảng 40 phút là đủ. Một lịch trình tập luyện ở cường độ cao gồm 1 hiệp và 5 bài tập nhảy dây, tiếp sau đó là nghỉ 10 giây, rồi tiếp theo là 1 hiệp 50 lần bài chi kép dip, hoàn thành 1 hiệp tập với squat. 4. Suy nghĩ linh hoạt. Muốn có thể hình đẹp, không chỉ nâng mức tạ nặng nhất mỗi ngày trong buổi tập của bạn, chính từ việc không hiểu rõ cơ thể của mình hoạt động như thế nào đã khiến cho Jason từng phải gặp một chấn thương khá nặng. Kể từ đó, anh ấy tập trung nhiều hơn vào tính linh hoạt và căng duỗi nhằm gia tăng phạm vi chuyển động, hơn là chỉ chăm chăm thực hiện các hiệp tập nâng mức tạ nặng nhất. Căng duỗi người cực kỳ quan trọng vào các ngày đi tập và cũng rất tốt khi thực hiện vào các ngày nghỉ. 5. Luyện tập và ăn uống lành mạnh. Rất nhiều người nói rằng họ có thể xử lý các bữa ăn không lành mạnh bằng một buổi tập điên cuồng tại phòng tập gym. Tuy nhiên, đơn giản điều này không hoàn toàn thực sự hiệu quả vì dinh dưỡng và hình thể luôn đi song song với nhau. Jason luôn hiểu rõ và nói rất nhiều về việc tạo ra sự cân bằng dinh dưỡng cùng với tập luyện. Điều này liên quan đến việc ăn và bổ sung đúng cách sẽ phát huy tối đa kết quả đạt được. Khi nói về việc tập gym tại nhà và tại phòng tập gym, Jason Statham luôn có một nguyên tắc và nguyên lý rất quan trọng và điều này không bao giờ lặp đi y chang trong một lộ trình tập luyện buổi tập của anh. Có hai lý do chính đáng như sau. Trước tiên, điều này giúp đảm bảo bạn không cảm thấy nhàm chán trong khi tập luyện. Nếu bạn suốt ngày cứ tập đi tập lại các bài tập và lộ trình như thế mỗi ngày, mỗi tuần, chắc chắn bạn sẽ dần cảm thấy chán. Chán nản chắc chắn sẽ khiến bạn mất đi động lực và từ đó là điều bạn không thể muốn đi tập nữa. Thứ hai, nếu bạn muốn xây dựng nhiều cơ bắp nạc thì bạn cần phải bắt đầu kích thích cơ bắp trong khi tập. Nếu bạn tập cùng một bài và cường độ cho các nhóm cơ thì dù tập ở buổi nghiêm ngặt tới cỡ nào đi chăng nữa thì cơ thể của bạn vẫn sẽ dần thích nghi. Thay vì vậy, mục tiêu là liên tục kích thích cơ thể và cơ bắp bằng các phương pháp tập luyện mới cũng như kết hợp với các lộ trình tập luyện đa dạng như cardio, bụng và chân. Pha trộn phương pháp tập luyện bodyweight với tạ đòn cũng là cách hoàn hảo để tập trung vào sự kết hợp của nhiều nhóm cơ bắp hoàn toàn khác nhau. Vậy thì chế độ dinh dưỡng của Jason Statham ra sao? Nếu bạn nhìn vào các tấm hình của Jason thường hay đăng lên trang cá nhân hoặc trong các bộ phim anh ấy đóng vai, thường bạn sẽ thấy khá rõ vì sao anh ấy luôn giữ được hình thể săn chắc trong suốt nhiều năm qua. Mục tiêu của anh luôn tìm cách đốt mỡ thường xuyên bằng cách kết hợp giữa chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện khoa học. Bữa ăn sáng tập trung vào thúc đẩy nguồn năng lượng sớm cho cả ngày, các loại trái cây tươi, yến mạch, trứng và thịt nguội. Bữa trưa gạo lứt, rau củ luộc các loại. Bữa tối thịt bò nạc, gà và cá. Ăn vặt các loại hạt khô, thanh bánh protein, ít đường. Như vậy, bạn đã có cái nhìn toàn diện hơn về anh chàng Jason Statham với việc ăn uống và tập luyện. Nếu bạn có muốn trở thành một siêu chiến binh thứ hai như anh ấy, chúng ta sẽ cùng cố gắng nhé. Sau đây là một số hình ảnh tập luyện của anh và bạn nào đã có nhu cầu muốn mua dụng cụ tập gym, hãy kích đường link dưới mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-done. You are not as tough as... I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon now. Sharp as many, but got hard, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. Shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new stuff. You cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as...